Dịch COVID-19 đang tác động không nhỏ tới việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh, trong đó có các loại hàng hóa thực phẩm phục vụ cho dịp Tết. Khảo sát thị trường thực phẩm Tết những ngày này tại các địa phương cho thấy ngoại trừ thịt lợn giữ ở mức giá cao vào dịp cuối năm, thì hầu hết các mặt hàng thực phẩm khác như là gia cầm, thủy sản và rau xanh đều có xu hướng giảm đi so với cùng kỳ. Nguyên nhân là người dân thắt chặt chi tiêu trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Thêm vào đó nữa, việc giãn cách xã hội đối với một số địa phương nằm trong vùng dịch đã khiến cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa thực phẩm của Lào Cai ra ngoại tỉnh gặp nhiều khó khăn. Nhiều hợp đồng ký kết rồi ấy, ký kết rồi người ta cũng đã đặt cọc tiền rồi, nhưng mà đến bây giờ chúng tôi đã bị hủy hết. Rất là nhiều đơn hàng người ta đã hủy vì là lý do là bây giờ Covid, vì là cái hàng người ta đưa đến đấy người ta cũng không bán được, vì là bây giờ nó thắt chặt những các điểm chốt, người ta đã bị cách ly, nên là chúng tôi khó khăn ở cái đoạn bây giờ hàng tồn, đang bị tồn kho. Đối với nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh thì Tết Nguyên đán là mùa ăn nên làm ra. Tuy nhiên, dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của nhiều người, kéo theo sức mua của nhiều mặt hàng giảm sút, ngay cả khi Tết đã cận kề.